Hôm nay mình sẽ chia sẻ với các bạn về cái lợi ích của rau ngót nhé, hay còn gọi là rau bồ ngót. Và cái công dụng như này thì nó sẽ rất là tốt đối với sức khỏe của chúng ta, vừa là rau uống vừa là rau ăn, lại vừa là một cái vị thuốc đông y. Và y học hiện đại cô bây giờ cũng công nhận cái rau này nó cực kỳ nhiều công dụng. Và cái rau này thì nó rất là nhiều, đặc biệt là không cần phân thuốc nhiều mà rau vẫn phát triển và không bị sâu ấy, nên ăn rất là an toàn. Thành phần dinh dưỡng ấy, thì trong rau ngót này ấy, thì nó có rất là nhiều vitamin C, B1, B6, magie, kali, canxi, phốt pho, còn chứa lượng đạm dồi dào nữa. Thế nên ăn rau ngót cực kỳ tốt nhé. Lượng canxi thì là cũng là rất là cao ấy. Cái lợi ích của rau bồ ngót ấy, thì trước tiên là mình muốn chia sẻ là có tác dụng thanh nhiệt, nên khi mà chúng ta ăn ấy, nó có thể giúp chúng ta giải độc, lợi tiểu, hoạt huyết và mát mát huyết nhá, là mát cơ thể, nên nó có thể là bài thuốc chữa chảy máu cam ấy, là do nóng bên trong ấy, nên rất là tốt giải độc cho cơ thể của chúng ta, còn giúp chúng ta trị ho, sốt cao, ban và tưa lưỡi, nên chúng ta có thể dùng cái rau ngót này để chúng ta đem đi sắc lấy nước để chúng ta uống hàng ngày ấy, hoặc là chúng ta vắt lấy nước cốt. Rau bồ ngót thì còn giúp cho phụ nữ của chúng ta khi sau sinh ấy, lợi sữa, làm sạch và tống hết sản dịch ra ấy. Nên vì sao khi bà bầu ấy, sau khi sinh ấy, thì ăn rau ngót rất là nhiều là như vậy, để làm cho những cái sản dịch ở bên trong cơ thể nó ra nhanh ấy và nó hết đi ấy, để cho chúng ta vừa kích sữa mẹ vừa khỏe người ấy, nhanh hồi phục lại cơ thể ấy và tăng cường sức khỏe trong sinh ấy. Nhưng mà rau bồ ngót này thì nó lại làm co thắt tử cung, lên lên khi mà chúng ta mà có chửa có bầu ấy, thì chúng ta ít ăn nhé, chỉ khi sau sinh thì chúng ta mới ăn nhiều nhé. Và theo khoa học ấy, thì bầu ngót còn có 5 tác dụng là kiểm soát đường huyết này, giúp cải thiện đời sống tình dục này, tốt cho sức khỏe của phụ nữ sau sinh này, và hỗ trợ ổn định huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch và giảm viêm nhiễm đó. Thế nên nó bởi vì nó có cái lượng vitamin dồi dào ấy và các thành phần dinh dưỡng khác ấy, nên nó hỗ trợ hệ miễn dịch của chúng ta, mà nó lại có màu xanh đậm này, giúp chúng ta ngăn ngừa được viêm nhiễm và các tác nhân gây hại rất là tốt, và chống nhiễm trùng do virus, bao gồm cả virus cúm ấy. Và lưu ý khi ăn rau ngót này thì chúng ta lưu ý là không nên sử dụng quá nhiều, sẽ ảnh hưởng không tốt ấy. Ví dụ như là với phụ nữ mang thai ấy, thì nó sẽ có nguy cơ sảy thai ấy. Nên tốt nhất giai đoạn đầu thì khi mang thai chúng ta không nên ăn rau ngót nhé. Bởi vì trong rau ngót nó có chất làm cho co thắt cơ trơn của tử cung ấy, nên khi mà chúng ta lạp nhiều nó sẽ gây sảy thai ấy. Và chúng ta không nên ăn rau ngót này mọc dại này, rau ngót là ăn quá nhiều này, và không nên ăn rau ngót mà chưa được nấu chín ấy, kể cả nước ép ấy, dù có ép ra thì chúng ta vẫn nó nên nấu chín để chúng ta ăn nhé, thì nó sẽ tốt hơn ấy, và nó cũng có thể gây mất ngủ nếu chúng ta ăn nhiều quá ấy. Thế nên khi mà ăn ấy, thì chúng ta nên ăn ở lượng vừa phải nhé. Đấy là một số lưu ý các bạn ạ.